Em xin chào các bác nhé. Hiện nay là phiên của buổi sáng của ngày 22 tháng 2 năm 2024. Sáng nay vườn Lan Cường Thúy nhà em có một chương trình dọn vườn, gọi là vét kho nhá. Còn gì bán đấy, em sẽ tổng xỉ vả tất cả những cái mặt hàng Nan Đai Châu giá đồng lát ve chai. Địa chỉ vườn Lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua số điện thoại 0981550768 và số điện thoại 0817892229. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc, các bác ở đâu cũng mua được hàng, em sẽ ship tận nhà nha các bác nhé. Đó, ngoài những cái mặt hàng Đai Châu gọi là em cho xếp vào hạng đồng lát ve chai giá cực yêu, em bao ship ra em còn rất là nhiều những mặt hàng siêu đáng yêu. Cho nên là các bác chú ý xem hết video để chọn cho mình những giò lan ưng ý giúp em. Đó. Sau đây em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng mặt hàng một ạ. Trời ơi, toàn những mặt hoa siêu đáng yêu luôn. Yêu thế kìa chứ. Và đây, em sẽ giới thiệu một các bác một số cái mặt hàng Đai Châu xả của nhà em, hàng dọn vườn vét kho giá đồng lát ve chai nhé. Đai Châu Thái của nhà em rất là nhiều màu trên mỗi một đơn hàng. Em sẽ cố gắng chọn nhiều màu cho các bác. Và toàn bộ những cái hàng này là cây nó sẽ hơi lỗi một xíu, cho nên là em cho vào giá, em cho vào cái đống gọi là thôi bán nhanh, thanh lý nhanh như đồng lát ve chai. Và giá thì là em bao ship nhá. Em đánh tiếp mã từ A59 này. Và các bác ơi, các bác mua hàng các bác nói rõ ra giá, nói rõ mã số, số cây và số tiền giúp em, tránh nhầm lẫn nhá. Những cái hàng nào ấy nó ít cây thì cây nó sẽ đẹp hơn. Cây hàng nào nó nhiều cây thì cây nó sẽ hơi kém hơn một chút cho các bác nhá. Hàng này nó sẽ hơi lỗi, có những cái mã mà có cây nó không lỗi, có cây hơi lỗi một xíu, có cây mã thì cây lỗi nha các bác nhá. A59 này, và em quay rất là chi tiết rồi, các bác đừng bắt em quay lại nhá. Gồm có 8 chậu 360.000. 1 này. 2 này, con này con hồng gấm nhá. Đây hơi bị một tí này. 3 này, 4 này, cây này cây to nhá. 5 này, 6 này, 7 này. 8 chậu 360.000 em thí bao ship nhá. A60 10 chậu 380.000 này, tính ra có 38.000 một cây. 2 này, 3 này, 4 này, cây to nhá. 5 này, 6 này, 7 này, cây này vẫn còn nụ này. 8 này, 9 này, 10, cây này hơi to nhưng mà nó cũng hơi lỗi một tí, cho nên em cho ra đồng lát hết. A61 gồm có 11 cây, giá 380.000. 1 này, 2 này, có chậu cây đôi nhá, có chậu cây đôi này. 2 này, 3 này, 4 này, đây cũng cây đôi này. 5 này, ở đây còn cây mấy đây này, cây 3, cây 4 này. 6 này, đâu nhỉ, đôi 4, 6, 7 rồi nhá. 8, 9, 10 à, đôi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chậu, 11 chậu trong nó có mấy chậu đôi nhá. 380.000. A62 gồm có 6 chậu to, giá 380.000. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. 6 chậu của em nhá. 6 chậu của em 380.000. A63 gồm có 5 chậu 410.000. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, cực kiều yêu. 5 chậu 410.000 nhá. 5 chậu này hầu hàng này hầu như là tương đối đẹp. A64 gồm có 3 chậu này, siêu đẹp luôn. 440.000 chậu thứ nhất này, mít này. Chậu thứ hai thì còn khỏi phải bàn luôn, đẹp dã man luôn. Bản lá to dài mít nhá. 2 này, 3 chậu 440.000. Hàng này hàng trước em bán 350 thì bây giờ nó sót vườn còn đúng có bằng này đi. Em nồi ra em cho vào mã luôn thì cho nó nhanh, giải quyết cho nó nhanh. Hàng mít nhá các bác nhá. Màu này màu đỏ ngọc trai nhá. Đó. A65 gồm có 12 cây giá 320.000. Cái hàng này thì em đi nhanh nhá các bác ơi. Đây này nó lung tung này. 12 cây. 12 cây 320.000 nhá các bác nhá. Một đống này nó có cả mấy cây rời nhá. Đấy.
các bác ơi, những cái hàng này nó bung chậu rồi. Hàng này thưa các bác ơi, nó phải rơi vào mấy cân rồi em bán lỗ chổng vó ra. A66 gồm có 12 cây 320.000 đây. Các bác ơi, nó cũng có lẫn cả hàng rời, cả hàng con này con màu vàng này. Đây. Đã tàn hoa rồi. Lẫn cả màu vàng, lẫn cả rời đấy, rời lẫn chậu nhá. 12 cây 320.000 bao ship tính ra còn có 200 mấy các bác ạ. Đây, một đống to tướng luôn. To như là ông mã ông đống ấy. Mã 67 gồm có 12 cây cũng 320.000. Đấy, em có mấy cái mã đồng nát thì các bác tranh thủ mua hộ em nhá. Đó. Lù luôn. Em có một cái hàng gọi là siêu combo này nhá. Hàng tất cả đều đang phun nụ đây các bác này. Giá là cực kỳ yêu. Gồm có 5 cánh chóp này, di linh bẹt này, nụ tam bố này, nụ ta ly này, di linh tím này, rồng đỏ này, trầm cổ này. Đấy, và trầm trắng nhá. Đây, mặt hoa đây. Mặt hoa đây, bẹt sổ đây. Rất là nhiều mặt hoa, siêu đẹp luôn. Hôm nay em sẽ lên em bán combo cho các bác nhá. Combo là đôi 4, 6, 7 chậu này. 7 chậu này em chia sẻ với các bác giá là 320.000. Em Thúy miễn phí ship các bác ơi. Đang phun nụ nhá. Đó, 320.000. Có cái ra nụ rồi, có cái đang sưng nụ nhá các bác nhá. Đó, 7 chậu 320.000. Em Thúy miễn phí ship cái này, các bác không mua thì mua cái gì. Giá cực kỳ yêu luôn nhá. Đó, đây này các bác nhìn này. Một đống này. Nói đùa đâu, chả nhẽ đập chậu đi á, bán chậu còn ra tiền hơn là bán một cái mớ củi này. Hàng này tất cả là em nói củi vậy thì như nó đang sưng nụ nha các bác nhá. 7 chậu này giá có 320.000 thôi. Đó. Yêu cực kỳ luôn. Hoa cái hàng trầm phi điệp này thì hoa cực kỳ thơm. Nói chung là các bác lên mua như này, mua combo về là mặt hoa nào là mình cũng có, mình sưu tầm mà. Đây một số cây là mầm non nó đã lên rồi nhá. Nó cứ ra nụ là nó sẽ có mầm non. Và các bác ơi, cái hàng này thì nó là hàng thân thòng thì không tránh khỏi có những cái cây mà nó thắt thắt hoặc nó gãy gãy ấy. Đó, nhưng mà nó từ bé rồi nhưng mà nó nụ nó vẫn tiếp tục nó ra nhá. Thì khi các bác nhận hàng là không sao đâu nhá. Đây nó gãy từ ngày sửa ngày xưa rồi nhưng mà nụ nó vẫn ra nhá. Đây này em, nó ở trong đúng này em ngại moi ra nhưng mà đấy. Này, nụ này đang sưng hết lên rồi nhá. Và đây em có một cái mặt hàng này gọi là siêu hot hit luôn. Hàng đang sưng nụ như các bác nhá. Tất cả đều đang phun nụ này các bác này. Có cái là nụ này, thân nụ béo ngậy nhá. Đó là trầm rồng đỏ và trầm cổ. Em cho các bác xem này. Mặt hoa đây, đây là trầm cổ nhá. Đây còn mặt hoa trầm cỏ, trầm rồng đỏ đây. Hoa thì cái trầm này thì không phải bàn cãi rồi. Hương thơm cực kỳ là quyến rũ, thơm lắm lắm ấy. Một chậu như thế này, ví dụ như các bác mà lấy chậu nó có hai thân thôi, thân nó thì siêu dài siêu to. Đó, các bác lấy chậu 4 thân hoặc 5 thân thì thân nó sẽ ngắn hơn. Đây, đây là trầm rồng đỏ nha các bác nhá. Đấy, 4, 5 thân thì nó thân nó sẽ ngắn hơn. 2 thân thì nó siêu dài và siêu mập. Đây, còn đây trầm cổ đây các bác nhá. Đây, em cho các bác xem. Đây, trầm cổ đây. Tất cả đều đang phun nụ nhá. Hoa siêu thơm luôn, nụ này, nụ ra này. Quá trời là nụ luôn nhá. Quá trời là nụ luôn. Hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá là một. Hôm nay em nhập được cái lô hàng này rẻ. Em chia sẻ với các bác giá là 100.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship. Đấy, các bác mua thí dụ 2 chầm rồng đỏ, 1 chầm cổ, hoặc là 2 chầm rồng đỏ, 2 chầm cổ. Các bác cứ tính nên là 100.000 một chậu, 400.000 4 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Tội gì mà không chơi. Mấy nữa nó ra có một suối hoa luôn. Cái nào cũng nụ này. Nụ quá trời luôn nha các bác nhá. Đây này các bác nhìn thấy chưa? Đấy, phun nụ luôn nhá. Đây này, ví dụ các bác mua 3 chậu này độc có chỉ có 300 thôi này. Mà này còn bao ship nhá, ship của em mất vào đây 50.000 rồi. 20.000 tiền hộp nó là 70.000 rồi. Đấy, thế thì tính ra thành có mấy chục nghìn một chậu thôi đấy nhá. Đó, siêu thơm luôn. Cái dòng là cái hàng này thì em không phải quảng cáo nhiều. Nhà bác nào cũng chơi mà 100% là có nụ hết nhá. 100% có nụ hết này. Em có một ít cái địa lan hương cát cát. Nói về cái dòng địa lan hương cát cát thì cực kỳ là thơm. Và cái mặt hàng này là mặt hàng truyền thống. Mặt hàng truyền thống thì địa lan Tết đến là nhà nào các cụ cũng chơi này. Các cụ cũng chơi này. Hoa thì siêu thơm luôn. Nó gọi là thơm nắm nắm luôn ý. Hoa nó màu vàng nha các bác nhá.
Đấy, hàng này là hàng nhà em, là hàng bom đạn mưa rơi. Nó đã hết hoa rồi, một số cái em cắt tỉa đi thì nó hết rồi, nhưng một số cái cuống nó vẫn còn đang dính như này này. Một chậu như thế này trước là nó có nụ, em bán là 220.000 một chậu. Nhưng hôm nay hàng em bán hàng giống, em chia sẻ với các bác giá 120.000 một chậu. Đây, có thể là có thi thoảng nó có cái lá nó xấu xấu một tí. Nhưng các bác cái hàng này về thì các bác sang chậu ra, trồng sang mình một cái chậu mới, bây giờ nó đang đẻ rất là nhiều con ra đây này các bác nhìn này. Đó, 120.000 một chậu, các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Đấy, em còn có mỗi mấy chậu thôi. Hàng bom đạn mưa rơi đấy, giờ Tết thì vận chuyển sát Tết quá về đến nhà, thế là vứt đấy một chỗ này, cuống hoa em cắt tỉa vẫn chưa sạch đâu. Nó vẫn còn một số cuống hoa ở trên cây đi, hoa thì cái hàng này, riêng với cái hàng này thì em Thúy bảo hành siêu thơm cho các bác nhá. 120.000 một chậu, các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship ạ. Và đây em giới thiệu tiếp các bác một mặt hàng nó siêu hot hit luôn, hoa thì siêu thơm luôn, đó là đai châu hồng gấm nha các bác nhá. Vì sao mà gọi nó là đai châu hồng gấm? Hoa nó màu gấm gấm, tí nữa em sẽ cho các bác xem mặt hoa này. Hàng này là dai lai, họ được người Thái Lan họ lai tạo giữa đan lan đai châu và lan hoàng nhạn. Hoa siêu thơm luôn, và có một cái ưu điểm này, cái hàng này này, hoa nó ra quanh năm ngày tháng, một năm ít nhất là nó ra 3-4 đợt, hết đợt này đến đợt khác. Đây các bác ơi, tình trạng em bán hàng cây là cây đang phun nụ. Có nghĩa là em sẽ bán cho các bác một bảng, trên một bảng nó có 2 cây thì ít nhất là nó có một nụ thôi, chứ các bác đừng yêu cầu em là nó phải bao nhiêu nụ nha các bác nhá. Cây nào cũng, bảng nào cũng có nụ. Và hàng này này, hàng thuộc hàng dễ gió, trồng thuần rồi về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Em cho các bác xem mặt hoa này, nó hồng gấm, nó đẹp lắm mà nó thơm. Cái này nhá, không thơm em không lấy tiền, không thơm thì các bác giả lại em nhá. Lúc nó ra hoa các bác giả lại em này, nó sẽ có hai, có mấy màu hoa, hoa đậm và hoa nhạt nha các bác nhá, hồng gấm đậm và hồng gấm nhạt. Đó, đây các bác nhìn đây, nó có 3 mặt hoa nha các bác nhá. Đó, nhưng em thấy đẹp nhất là cái mặt hoa này, mặt hoa gấm này và mặt hoa gấm này. Đó, hàng này một bảng nó trung bình nó có 2 cây này. Em chia sẻ với các bác giá 190.000 một bảng. Các bác mua 3 bảng em Thúy miễn phí ship. Và cái hàng này thì các bác cũng lưu ý cho em một điều, cây nó không được đẹp mướt mát đâu, tại vì lá nó rất là dễ giòn trong quá trình vận chuyển này. Lá có thể là hơi xước nhá, nhưng mà xước không phải là be bét đâu, mình chấp nhận được, thi thoảng nó có xước nhá. Em không bán hàng đẹp nhá. Đây này, đó, thi thoảng nó có nhá, chứ còn cái hàng mà nó lát bét bèn bẹt ra thì em đã gửi ra, ai em bỏ ra em thanh lý rồi. Đó, dễ gió nhá, hoa thì siêu thơm luôn. Đấy, cứ một bảng nó có 2 cây này, trồng thuần rồi về các bác chỉ việc treo chơi thì các bác có thể mua 2-3 bảng mình ốp vào như thế này, ốp tròn vào như này, nó ra là đây, nó sẽ ra là một bụi luôn cho các bác nhá, một bụi luôn, khác gì đâu. Đó, các bác nhìn thấy một bụi chưa, hoa siêu thơm luôn nhá, mà giá thì cực kỳ yêu ái luôn. Đây nhà em này đang treo rất là nhiều để phục vụ các bác nhá, hàng đang nụ nhá, một năm ít nhất là nó sẽ ra 3 mùi hồng mùa hoa. Các bác về cấy nhát về mình chỉ việc treo chơi thôi, 7 đến 10 ngày các bác cho em nó ăn phân thuốc một lần, dễ này, dễ gió nhá. Đó, nhiều lắm luôn, em rất là nhiều để em phục vụ các bác nhá. Em có một ít cái hồ điệp bụi, hàng bom đạn mưa rơi, em bỏ ra em thanh lý cho các bác nhá. Và hàng nó có thể là nó cây, có cây nó hơi là có cái lá nó hơi xước xác này, hơi xước một chút, và ngồng hoa thì đang lên này. Hàng này hàng bụi nhá, nó có rất là nhiều màu này, màu đỏ này, màu vàng chanh này, màu vàng công chúa này, nó vàng hoàng hậu này, màu cắt vàng cắt tường này. Đó, nó chủ yếu nó là màu vàng này, màu xanh cốm này, xanh cốm nuôi đỏ nhá. Đó, hàng này là hàng bụi này, trung bình nó có từ 2 cây, một bụi là một chậu nó có từ 2 cây trở lên. 2 cây thì nó sẽ to hơn, và những cái bụi 3 cây ấy, 3-4 cây thì cây nó sẽ nhỏ hơn một chút nha các bác nhá. Đó, đang có nụ đây nhá, 4-5 ngồng nụ rồi, 2-3 ngồng nụ, bán lung tung. Trước là em bán 80.000 một chậu, hôm nay em thanh lý là 50.000 một cốc như thế này. Các bác mua 7 cốc em Thúy miễn phí ship nha, 7 cốc là có 350.000 thôi. Và tình trạng là lá nó sẽ hơi lỗi một xíu nhá, hơi lỗi một xíu. Hàng hồ điệp bụi của nhà em siêu hoa, siêu bụi luôn, siêu ngồng luôn nhá. Đó, thi thoảng nó có tí lá nó lỗi vậy. Hàng bom đạn mưa rơi của từ hôm Tết đi ạ.
Đó. Denzo mập ú nhà em xuất hiện nha các bác nhá. Trời ơi, thân nó mập lắm, bây giờ và đang chi chít lụ nha các bác nhá. Đấy, dòng này là dòng Denzo béo ngậy luôn này các bác này. Nụ này, nụ ra gai hết rồi nhá. Có cái thì nụ nó thòi ra dài hơn này. Đó. Hầu như là chậu nào nó cũng có nụ, nhưng mà nói là bảo 100%, thí dụ như trên một chậu này 100% nó ra nụ hết thì là em chưa dám đảm bảo. Tại vì bây giờ nó là vẫn là đầu mùa nhá. Cây có nụ, thân có nụ, thân chưa, thân đang lên nụ nha các bác nhá. Mặt hoa thực tế của nhà em đây. Trời ơi, siêu đẹp luôn, có một bông hoa nó bói thì các bác nhá. Nó gọi là siêu đẹp luôn, các bác nhìn nụ sướng chưa? Đó. Thân mập béo ngậy này. Đây này các bác nhìn này. Đó. Một chậu như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá 210.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. 3 chậu em miễn phí ship này. Các bác ơi, có cái đặc điểm như này, cái hàng dòng Denzo này có thân nó sẽ rụng hết lá ra nó mới ra hoa. Có thân này nó vẫn đang còn lá nhưng mà nó vẫn nảy hoa lên nhá các bác nhá. Đây này, ví dụ như cái này này, rụng lá ra hoa này. Đây còn cái chậu như thế này. Đây cái này là vẫn còn lá là đang sưng nụ này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Hàng này trồng thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Các bác nào mình cầu kỳ ấy, thì mình mua mấy giò về mình ghép vào thành một tác phẩm to thì mình mua nhá. Thân mập béo ngậy luôn. Béo hơn cả em luôn đấy các bác ạ. Đây này, trời ơi, nụ này. Đó. Siêu nụ, siêu hoa luôn, mà hoa thì cực kỳ là đẹp nhá các bác nhá. Các bác cứ mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship ạ. Mở 210.000 một chậu ạ. Đó. Lúc mà nó đây là có bông hoa bói thôi. Lúc mà nó ra hoa thì đó, ví dụ như cái thân này này, nụ nó từ dưới lên trên thì nó vật thành một suối hoa luôn các bác nhá. Đó. Đẹp lắm cơ. Cánh tròn nhá. Bông hoa to, cánh tròn này các bác nhìn này. Bông hoa to nhá. Đây này, cánh nó lại còn lấp xuống đây này. Bông hoa to luôn nhá. Cánh tròn. Và đây là cái dòng quế tím. Hàng Buôn Đôn nhá các bác nhá. Hay gọi là quế rừng Buôn Đôn. Rừng Buôn Đôn là được ở Tây Nguyên ấy, quế Tây Nguyên đấy các bác nhá. Hàng tình trạng là có cây đang có nụ. Đây đây, ví dụ như cái cây này, bây giờ bắt đầu nó vào đầu mùa nhá, có cây đang có nụ, có cây chưa có nụ. Nhưng em Thúy sẽ bán hàng chưa nụ cho các bác nhá. Nói về cái dòng quế tím này thì gọi là nó cũng cực kỳ là nổi tiếng. Quế tím Tây Nguyên hay còn gọi là quế tím Buôn Đôn nhá các bác nhá. Đây em cho các bác xem mặt hoa này. Trời ơi. Đây mặt hoa nó đây các bác ơi. Đẹp lắm. Và cực kỳ là thơm, thơm rứt cả đầu luôn các bác ạ. Đây này. Thơm rứt cả đầu luôn nhá. Đây đây nó đây. Đấy. Một chậu như này nó trung bình là sẽ có từ 4-5 cây trở lên. Cây nó nhỏ nhỏ xinh xinh như các bác nhá. Các bác lấy nhiều cây thì nó sẽ được cây nó bé. Mà ít cây thì cây nó sẽ to hơn một chút. Đây. Đó các bác ơi. Nó như thế này. Và cái hàng này nó cũng là hàng rừng, cho nên là cái lá chân nó không được đẹp đâu. Các bác nhìn thấy lá chân nó không được đẹp nhá. Lá vườn trồng nhà mình này, bóng mướt như gương. Một chậu như này em Thúy chia sẻ với các bác giá 210.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Bác nào mà mình thích chơi giò to ấy thì mình cứ mua 2-3 chậu về. Mình mua 3 chậu về mình ghép thành một tác phẩm to. Lúc mà nó ra hoa thì thôi rồi luôn. Đấy. Đây này. Chậu này chậu cây to thì cây nó sẽ ít cây hơn nhá, ít ngọn hơn. Đấy. 210.000 một chậu thôi. Hàng này nó nói chung là nó cũng thuộc vào dạng hàng tuyệt chủng rồi, quý hiếm, ít lắm các bác ạ. Nói thì các bác cứ lên mạng các bác tra là quế tím hoặc là quế Buôn Đôn thì là trên Google nó sẽ ra ngay. Hàng này cũng thuộc dạng quý hiếm cho nên là cây ở trên rừng nó không bao giờ tìm được cây to đâu. Chỉ nhặt được những cái cây nó bé xíu này xong rồi về trồng nó được ra như thế này nhé các bác nhá. Và đây em giới thiệu tiếp các bác một dòng quế tháng tư hay còn gọi là tam bảo sắc nhá. Riêng cái dòng này thì em bảo hành cho các bác hoa thơm, gọi là thơm cực kỳ, cái mùi thơm nó làm sao nhỉ, khó tả luôn nhá. Các bác nào mà nhà mình mà có rồi ấy thì kiểm chứng lại xem em nói có đúng không. Hoa thơ siêu thơm luôn. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đấy, hoa tím trắng vàng nhá. Nó sẽ có hai màu hoa, một màu hoa đậm, một màu hoa nhạt cho các bác nhá. Tam bảo sắc này, hoa gọi là siêu thơm và cực kỳ nổi tiếng luôn. Một giò như thế này
nó trung bình nó từ 5 thân trở lên. Thân nào 5, 6 thân thì nó sẽ ít thân. Và cái giò nào mà nó to hơn thì thân nó sẽ the ít hơn. Ví dụ như cái thò giò này, ngọn nó dài hơn này, thì nó được đôi 4, 5 thân nha các bác nhá. Đấy, đôi 4, 5 thân. Hàng này hàng em trồng thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi, trồng trên cục gỗ nhá. Đây này các bác nhìn dễ này, giá thể nó ra như thế này. Đó, một giò như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 210.000 một giò. Các bác mua 3 giò em Thúy sẽ miễn phí ship nhá. Đó, hoa để siêu thơm. Có cây nó đã sưng nụ rồi các bác ơi. Nụ bây giờ bắt đầu trở đi là bắt đầu đầu mùa nhá. Có cây sưng nụ và có cây đang chuẩn bị sưng nụ. Nhưng em sẽ bán hàng là chưa nụ nhá, để tránh trường hợp là các bác bảo mày giới thiệu có nụ mà về ta không có nụ. Thì các bác ơi, em cũng xin thưa với các bác là có cây nó lên nụ sớm, có cây nó lên nụ muộn. Đấy, như thí dụ mình đẻ một đàn con này sẽ có đứa ra ra trước, có đứa ra sau. Chứ không thể là thí dụ đẻ nó ra một lúc một lúc 5 đứa luôn được. Đó. Đấy, siêu đẹp luôn nha các bác nhá. Và cái hàng này thì các bác cũng lưu ý hộ em một tí. Hàng này là gốc nó là hàng rừng. Mình về mình trồng ở thuần rồi. Thế thì có lá chân thì không bao giờ nó được đẹp. Nó đẹp và nó đẹp ở cái lá ngọn. Lá mình nuôi vườn nhà nhá. Đấy, hàng này tam bảo sắc xịn cho nên là lá nó hơi tia tía này các bác này. Đấy, lá nó hơi tia tía nhá. Hoa thì cực kỳ thơm. Đấy, cái lá chân này hầu như là nó bỏ, sẽ bỏ lá, nó không có lá đâu nha các bác nhá. Nó đẹp rồi, nó đẹp và nó mọc ở trên cái lá vườn là nhà mình thôi. 210.000 một chậu thì có một bảng đấy thôi nhá các bác nhá. Các bác có thể mua mấy bảng về mình ghép ở nhà mình này. Siêu đáng yêu luôn. Đó, em giới thiệu tiếp luôn các bác, đây là một dòng chuỗi ngọc hay còn gọi là thắt đốt. Đốt nhá các bác nhá. Chuỗi ngọc hay còn gọi là thắt đốt. Hàng đang có nụ nhá. Có cây nụ dài rồi này. Cây này như cây này nụ dài rồi này. Có cây là nụ ngắn ngắn hé hé và có cây đang sưng nụ. Và cái đặc điểm như này, hàng này thì thường thường là nó sẽ rụng lá nó mới ra hoa. Chỉ có một số cây thì nó mới còn lá và nó ra hoa thôi các bác nhá. Cho nên là các bác mua về thì nó cây nó ít lá, các bác đừng chê nhá các bác nhá. Nó cũng thuộc dòng hoàng thảo. Đây em cho các bác xem mặt hoa này. Cái dòng này thì riêng về cái dòng này thì mặt hoa nó siêu đẹp luôn các bác ơi. Đẹp lắm lắm ý. Đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Nó có sẽ có mặt hoa đậm, mặt hoa nhạt này. Chuỗi ngọc nhá các bác nhá. Chuỗi ngọc hay còn gọi là thắt đốt. Mặt hoa nó xinh lắm. Cây nó thì như thế này thôi nhưng mà mặt hoa xinh. À đây đây đây, có cây này nó nở rồi đây. Các bác đây, mặt hoa nó đây, thực tế đây nhá. Nó vừa cây này nó vừa hé nở, nó chưa nở được bung hết ra đâu các bác ạ. Đó, nó chưa nở được bung hết ra đâu. Bây giờ nó nở bung hết rồi nó mi đẹp. Một chậu như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 210.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship nha các bác nhá. Hàng này trồng thuần rồi, về các bác chỉ treo chơi, chỉ việc treo chơi thôi. Hoa này thì đẹp lắm, độc lạ. Cái hàng này nó cũng có ít thì nó không có nhiều đâu các bác nhá. Đây một chậu như thế này đây. Nó có tùy thân dài, thân ngắn nhá. Đó, một chậu như này hàng đang có nụ nhá. Em Thúy bán cho các bác là giá là 210.000. Đó, đẹp lắm cơ. Đấy này, cây nào cũng có nụ, cho nụ chi chít nha các bác nhá. Đây này, chậu hàng trồng thuần rồi này. Về các bác chỉ việc treo chơi thôi, 7 đến 10 ngày các bác tưới cho em nó ăn phân thuốc một lần nhá. Đó, phân hoặc B1 nha các bác nhá. Nụ nó một số, ôi quá trời là nụ luôn. Em nhìn ra cây nào nó cũng nụ chi chít này các bác này. Nụ nhiều lắm lắm ấy. Nhiều ơi là nhiều luôn. Em giới thiệu với các bác một số cái dòng phân thuốc để các bác tiện để các bác mua lan về chơi, thì các bác có muôn dòng phân thuốc để các bác mình chăm sóc cây nhá. Và nhà em dùng loại nào thì em sẽ giới thiệu với các bác là nhà em dùng loại đấy nhá các bác nhá. Chứ còn ở trên thị trường người ta bán nhiều loại lắm, em cũng nói chung là cũng không biết đâu được mà lần. Đây, đầu tiên là nhà em giới thiệu với các bác một loại Atonic này. Cái này nhà bà bác nào mà mình trồng ít ý thì mình nên dùng cái gói này. Mục đích là kích thích sinh trưởng cây trồng này. Trong đây nó có hướng dẫn này, về các bác ví dụ mua những cái cây đai châu chẳng hạn, về các bác sẽ cắt
hết những cái rễ khô đi và ngâm cho em vào cái này thì cực kỳ là ra rễ cực mạnh. Một gói như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá 10.000, mà các bác mua một hộp 10 gói thì giá chỉ còn là 90.000. Tiếp đến em giới thiệu tiếp một loại nữa là loại B1. B1 của nhà em là B1 Thái xịn nhá. Đây các bác nhìn thấy hàng nhà em nhập khẩu luôn nhá. Nhập khẩu luôn hàng Thái luôn này. Giá em đưa ra cho các bác là 30.000 một lọ. Và hàng này là hàng xịn nhá. Trên thị trường người ta đang bán 40.000, nhưng em Thúy là bán tri ân các bác là chỉ có 30.000 thôi. Và hàng này hàng Thái xịn. Cái này thì các bác cứ đổ ra cho em một cái nắp này, tương đương với 2 lít nước. Các bác hòa ra 7 đến 10 ngày các bác tưới một lần cho em. Loại thứ ba đó là cái lò 3M. Cái loại này được mục đích là cũng là ra rễ cực mạnh. Một lọ này em chia sẻ với các bác giá 30.000. 30.000 một lọ này nhá. Trong đây nó cũng có hướng dẫn sử dụng rồi. Loại thứ tư là một loại phân bón thông minh. Cái này là phân hạt, là thí dụ mình rắc vào những gốc cây ấy. Mấy tháng, 3 đến 5 tháng mình mới phải thay mà rắc một lần thôi. Loại này em bán cho các bác 30.000 một lọ này, bán phục vụ cho các bác thôi. Loại thứ tư đó là phân bón lá. Phân bón lá này thì nó là 30-10-10. Em chia sẻ với các bác giá là 40.000 một lọ này nhá. 40.000 một lọ này. Đấy. Loại thứ năm là loại phân bón tổng hợp. Phân bón tổng hợp này thì nhà em nó là mục đích nó là tốt dễ bật mầm xanh lá. Có nghĩa là nó tổng hợp hết các loại. Em chia sẻ với các bác giá là 50.000 một lọ này nhá. Trong đây nó cũng có hướng dẫn sử dụng hết rồi nhá các công dụng cách dùng đây. Đấy. Loại nữa đến đó là kích hoa của Thái nhá. Chuẩn của Thái luôn. Trên thị trường là có chỗ người ta bán 85, 90, 100, 120 lung tung. Nhưng mà cũng chưa chắc là hàng xịn đâu. Nhà em hàng xịn đây các bác nhá. Em chia sẻ gọi là giá tri ân khách hàng. Giá chỉ có 50.000 một hộp thôi. 50.000 một hộp này, hộp là 120ml ấy sao nhỉ? Đấy, đúng rồi, 120ml. Đấy, 50.000 nha các bác nhá. 50.000 kích hoa đấy. Sau đó đây là một số cái mặt hàng phân thuốc nhà em Thúy dùng như nào thì em chia sẻ với các bác. À đây còn một loại này nữa, đó là phân que tan chậm hàng của Mỹ. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 120.000 một vỉ này. Trong có những cái vỉ này nó có những cái thỏi que que như thế này thì các bác mình về dỡ ra cũng thả vào chậu đấy, 3 đến 5 tháng thì mình mới thay một lần, mấy này bỏ tiếp một que mới vào nhá. Đấy, các bác bỏ ít thôi chứ tránh bỏ nhiều. Bỏ nhiều là nó sẽ sót cây, là nó xét đấy nhá. Đây em giới thiệu với các bác một số cái phân thuốc mà hàng nhà em đây, hàng nhập khẩu đấy các bác nhá. Đó, đây cây cối nhà em cũng toàn hàng thùng Thái luôn. Thì tiện thể là em lấy luôn phân thuốc về em phục vụ các bác.